Chị gái Tiêu Chiến vừa tung loạt ảnh mới, netizen liền tréo gọi Lệ Nhiệt Ba so kè nhan sắc. Được mệnh danh là mỹ nhân Tân Cương sở hữu nhan sắc nghiêng thành độ nước, nhưng địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải chào thua trước vẻ đẹp biến hóa khôn lường của chị gái Tiêu Chiến. Trước nay, địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng CBS là người sở hữu ngũ quan xinh đẹp có chút lai tay cực kỳ cuốn hút, vậy nên hầu hết các loại trang phục từ cổ trang cho đến hiện đại, cô nàng đều có thể cân một cách dễ dàng. Đặc biệt khi khoác lên người bộ trang phục dị vực kết hợp trang sức cầu kỳ, chẳng những không dìm hàng nhan sắc mà còn giúp cho cô nàng thêm phần nổi bật. Chính vì thế mỗi khi lộ diện với tạo hình mỹ nhân dị vực, nàng mỹ nhân địch Lệ Nhiệt Ba luôn khiến công chúng ngỡ ngàng khi quá phù hợp. Trước đó trong bộ phim Trường Ca Hành, cô nàng cũng khiến khán giả màn ảnh nhỏ xao xuyến trước kiểu tạo hình này. Tuy nhiên mỹ nhân Tân Cương phải chịu cảnh lép vế trước tuyên lộ khi đụng độ tạo hình. Cụ thể chị gái Tiêu Chiến vừa bất ngờ tung ra loạt ảnh mới diện bộ trang phục dị vực màu đỏ lộng lẫy, vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp có tiếng nên tuyên lộ lại càng dễ dàng cân được nhiều kiểu tạo hình không kém cạnh Nhiệt Ba. Khóa mỹ nhân dị vực trên các nữ diễn viên khiến người hâm mộ không thể rời mắt trước vẻ đẹp vừa mộng mị lại vừa phóng khoáng của mình. Bộ ảnh này của tuyên lộ sau khi đăng tải đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Các netizen đã đem hình ảnh mỹ nhân dị vực mới của tuyên lộ đặt lên bàn cân so sánh với địch Lệ Nhiệt Ba trong phim trước đây. Tuy không nổi tiếng bằng cô đồng nghiệp, thế nhưng chị gái Tiêu Chiến được nhận xét là trông thu hút hơn hẳn nàng mỹ nhân Tân Cương do lợi thế đường nét gương mặt hài hòa mềm mại. Tuyên lộ được khán giả biết đến nhiều nhất khi tham gia vào siêu phẩm cổ trang Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đóng chính. Trong phim cô nàng vào vai Giang Yếm Ly, a tỷ của Ngụy Phu Tiện Tiêu Chiến, và Giang Trường Uông trở thành thủ vai. Theo đó, nhân vật này của tuyên lộ có nhan sắc xinh đẹp, tính cách hiền hòa dễ mến, tuy nhiên lại nhận phải kết cục bi thảm khiến nhiều khán giả không hết nước mắt. Tuy nhiên thời gian sau các vai diễn của cô lại không thành công bằng thời đóng Trần Tình Lệnh. Tuyên lộ là một diễn viên kim diễn viên múa chuyên nghiệp sinh năm 1991 ở Nam Kinh, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Tuyên lộ quyết định dấn thân vào làng điện ảnh, cô debut với vai trò diễn viên là từ bộ Tân Hồng Lâu Mộng năm 2010. Vai diễn gây ấn tượng tốt với giới chuyên môn là qua phim Vũ Lạc Truyền Kỳ 2013, nhưng mãi đến năm 2019 khi tham gia Trần Tình Lệnh thì tuyên lộ mới thực sự nổi tiếng. Còn nhớ thời điểm khi phim bắt đầu phát sóng đã thay đổi sự nghiệp của dàn diễn viên tham gia, điển hình là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cặp đôi nam chính đã lập tức bước vào hàng ngũ sao Hoàng A của làng giải trí Hoa ngữ. Uông Trác Thành debut một cách sáng lạng với vai Giang Trừng, tuyên lộ thì được mệnh danh là sư tỷ tốt nhất qua vai diễn Giang Yếm Ly. Cá nhân cô chị gái Tiêu Chiến tuy nổi tiếng và lượng fan cũng tăng lên đáng kể, nhưng nữ diễn viên lại thú nhận bản thân gặp có nhiều khó khăn hậu tham gia phim. Từ năm 2019 đến năm 2021, tuyên lộ luôn mãi đi tìm một vai diễn hợp ý bản thân. Kể từ khi chính thức hoạt động giải trí đến nay đã hơn một thập kỷ, nhưng cô nàng vẫn bị kẹt trong những vai diễn nữ phụ. Đáng nói ở ngưỡng U30, một khi tiên lộ không thể bứt phá được bước vào hàng ngũ sao Hoàng A, nhận được những kịch bản mang lại giải thưởng lớn sẽ vĩnh viễn bị đóng khung trong một tiếp nhân vật phụ nhất định để rồi chìm vào quên lãng. Đứng trước bờ vực thẳm của sự nghiệp, cô nàng nhận thức được bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cô có thể thoát khỏi phần mệnh ấy. Lúc rảnh tiên lộ sẽ quay rất nhiều video clip được quảng bá cho chính mình, ví dụ như là clip nhảy múa ca hát trên TikTok. Song song với việc đóng phim, cô tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Đẻ Sóng mùa 2. Đây được biết đến là chương trình truyền hình thực tế nhắm đến các nữ nghệ sĩ ở ngưỡng U30 muốn một lần nữa kích phát sự nghiệp của mình. Trên show tuyên lộ khiến cho cả khán giả lẫn các tuyển thủ khá xúc động phát khóc với lời phát biểu. Nhiều người có thể biết các nhân vật tôi thủ vai nhưng không thể nhớ tên của tôi. Tên tôi là Tuyên Lộ, xin mọi người hãy nhớ đến tên tôi.